Toàn chức pháp sư, tác giả, Loạn, dịch truyện và edit video, Đạt Lê View, giọng đọc, Ban Mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ngải Giang Đồ cúi xuống, dùng tay xóa tạc bụng con xích lăng yêu ra để kiểm tra. Mục Đình Dĩnh lấy tay che mũi lại khi thấy mùi hôi thối bốc ra. Đội trưởng, cậu đang làm gì thế? Thật kinh tởm. Ngải Giang Đồ không quan tâm cái nhìn của mọi người, thò tay vào dạ dày con xích lăng yêu lấy ra một hỗn hợp gồm dịch dạ dày, máu tươi, đồ ăn mục nát. Mạc Phàm lúc này tiến lại gần, bỗng nhiên khuôn mặt tỏ ra vẻ kinh ngạc khi thấy cái thứ mà Ngải Giang Đồ đang lôi ra. Mục Đình không hiểu gì liền hỏi. Đội trưởng, rốt cuộc cậu đang... Mục Đình Dĩnh chưa nói hết câu thì Ngải Giang Đồ móc ra một thi thể trẻ sơ sinh thì lập tức hét lên. A. Ngải Giang Đồ lau chùi cẩn thận và bế đứa bé này lên, hướng về Triệu Mãn Duyên nói. Hình như nó còn sống khi được nuốt vào bụng, nói đúng hơn là đứa bé này đã bị nuốt sống. Và giờ thì đứa bé này đã tắt thở hoàn toàn rồi, không cứu được nữa. Trông thấy cảnh này, Mục Đình Dĩnh ôm mặt khóc thút thít. Trong khi đó, Mạc Phàm vẫn đang lục lọi thứ gì đó. Còn một đứa nữa bên trong. Tất cả mọi người quay lại thì thấy trên tay Mạc Phàm cũng có một thi thể đứa bé khoảng 2 đến 3 tu, đã bị tiêu hóa trong dạ dày một nửa người rồi. Triệu Mãn Duyên lúc này đi tới nói. Hai cậu dựa đứa bé cho tôi. Những đứa trẻ này cần được mai táng cẩn thận, ta sẽ tịnh hóa để hỏa thiêu, giúp phần nào để chúng nó sớm được đầu thai. Triệu Mẫn Duyên tiến lên mỏm đá bên cạnh bờ biển, xung quanh tỏa ra những hào quang chói sáng, hai thi thể trong mấy giây liền thành tro tàn, theo gió bay về phía trời xanh. Giang Dục nói, xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình, có điều gì đó mà họ đã giấu chúng ta. Ngải Giang Đồ quay lại nói, Giang Dục, Mục Đình Dĩnh, hai người quay lại đất liền tìm manh mối. Cha xem mấy ngày gần đây, trong thành phố có yêu ma nào tập kích, đặc biệt là chuyện những đứa trẻ bị mất tích. Mục Đình Dĩnh tỏ vẻ không bằng lòng, óng ẹo nói. Chúng ta không phải đi giết yêu sao, chỉ cần giết hết đám đó là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngải Giang Đồ hỏi lại một câu. Ngươi thật sự tin rằng, năm vị đạo sư tùy tiện đem chúng ta vứt tới một nơi làng chài hẻo lánh này, mà không có dụng ý gì à? Mục Đình Dĩnh định phản bác lại nhưng không thể nói được gì. Giang Dục trịnh trọng nói. Đội trưởng, yên tâm. Không có gì có thể giấu diễm được Giang Dục ta, tôi sẽ quay lại và tìm ra bí ẩn trong sự việc lần này. Giang Dục và Mục Đình Dĩnh, theo lời của Ngải Giang Đồ tới thành phố phi điều tra tin tức. Những người còn lại thì vẫn ở trên đảo. Quan Ngư thắc mắc hỏi, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Còn phải hỏi nữa sao? Mạc Phàm nói rồi túm tay con xích lăng yêu vừa mới bắt sống được lôi đi. Mạc Phàm hỏi lớn, ở đây ai là pháp sư hệ tâm linh? Tương Thiểu Nhứ liền giơ tay nhanh nhảo đáp. Là tôi đây, soái ca đẹp trai cần thổ lộ gì với tôi nào? Mạc Phàm nói, tốt quá nhỉ, cô giúp tôi phiên dịch mấy câu này nhé. Nói rồi Mạc Phàm lôi con xích lăng yêu ra cạnh bờ biển. Đây đây, chỗ này là ok rồi. Giúp tôi truyền đạt câu nói của tôi tới con thú dễ thương này, để nó hiểu tôi đang nói gì nha. Tương Thiểu Nhứ mở miệng mỉm cười, ta cũng không chắc bọn chúng nghe hiểu được. Nhưng ngươi cứ nói đi, ta sẽ thử xem sao. Mạc Phàm đứng chống tay nhìn xuống phía dưới, nơi mà con xích lăng yêu đang quỳ lại. Giờ đây Mạc Phàm hóa thân như là thần chết đang ban lệnh. Ngươi nghe cho kỹ lời ta, đi mà nói với thủ lĩnh của ngươi, các ngươi đã man dợ ăn sống trẻ sơ sinh, thì pháp sư bọn ta thể nhất định tiêu diệt cái bộ tộc gớm giếp của tụi mày. Cút! Nói xong, Mạc Phàm quăng con xích lăng yêu lên, đá văng nó ra bờ biển. Cút đi! Nhớ những lời ta nói đó. Nói xong Mạc Phàm quay lại phía Tương Thiểu Như hỏi. Cô đã truyền đạt những lời tôi nói đến nó chưa? Tương Thiểu Như khẽ gật đầu rồi liếm môi nhìn Mạc Phàm với ánh mắt thèm muốn rồi nói. Ngươi có biết vừa rồi ngươi rất soái ca không? Mờ lem, mờ lem. Mạc Phàm đáp lại, cô đừng có đùa tôi như thế chứ. Hì hì, ta chỉ nói thật tâm ta thôi mà. Ta đã làm đúng theo lời ngươi nói đó. Nó nghe hiểu rồi, ngoài ra ta đã gắn thêm một ấn ký để theo dõi nó nữa. Giờ đây mọi người chỉ cần đi theo con tiểu xích lăng yêu kia là có thể tìm đến hang ổ của chúng. Một mẻ tóm gọn. Mạc Phàm cười khoái chí, quả không hổ danh là nữ tuyển thủ nội đình, suy nghĩ rất chu toàn. Ở ngoài khơi xa, con xích lăng yêu bắt đầu di chuyển, nó dễ sóng di chuyển rất nhanh trong dòng nước. Mọi người dùng hết tốc lực của cano mới theo kịp nó, Mục Ninh Tuyết nói. Xích lăng yêu là loại thuộc nhóm lưỡng cư, có thể sống cả trên mặt đất và dưới nước. Hầu hết bọn chúng đều định cư tại các hòn đảo ẩm ướt. Có thể xác định rằng xào huyệt của bọn chúng là một cái hang động ẩm ướt trên cạn. Vì vậy, các ngươi không phải sợ vì xào huyệt bọn chúng dưới đáy biển đâu. Mục Ninh Tuyết vừa nói khiến tất cả mọi người đều chú ý.
Ngải Giang Đồ thấy vậy liền hỏi, cậu đã từng gặp nó trước đây à? Mục Ninh Tuyết lúc này bước lên bom cano nói, ta đã từng đọc qua sách nói về loại sinh vật này rồi. Sức mạnh của chúng khi ở dưới nước mạnh hơn trên đất liền. Mạc Phàm lúc này quay đầu nói, thế thì được, vậy thì chúng ta đừng để nó chạm vào nước là được. Đi theo tín hiệu trên người con tiểu xích lăng yêu, Mạc Phàm và mọi người đi đến một cụm đảo nhỏ. Cụm đảo này có 4 đảo chính, ở giữa một đảo và 3 đảo lớn hơn bao lấy xung quanh, tạo thành hình tròn bao bọc lấy hòn đảo ở giữa, nhìn như một con mắt vậy. Mỗi một hòn đảo ở đây cũng chỉ to hơn cái sân thể dục, đường kính khoảng 500 mét. Ban đầu mọi người cứ tưởng xào huyệt của bọn chúng là ở một cái đảo nào lớn, ai ngờ lại là những cụm đảo nhỏ như thế này. Nếu địa hình như thế này, thì bọn xích lăng yêu sẽ rất có lợi với việc gần nguồn nước. Mạc Phàm lúc này rối trí nói, nhìn kỹ lại đây là một quần đảo nhỏ, muốn cho chúng không thể chạm vào nước, thật không thể nào. Quan Ngư sau một hồi dùng phong hệ đi thăm dò đã trở về báo cáo. Tình hình trên đảo thế nào rồi? Ngải Giang Đồ hỏi. Lúc này tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Quan Ngư chờ đợi. Quan Ngư nói, tổng cộng có 4 hòn đảo, trong đó có một hòn đảo ở giữa, 3 hòn đảo bên ngoài đều là lũ hải hầu quái. Còn hòn đảo ở giữa đều là xích lăng yêu. Nam Giác đứng dậy hỏi, tại sao lại có cả hải hầu quái? Nam Vinh lúc này mới lên tiếng. Hải hầu quái là nhóm nô lệ, là chư hầu cho hầu hết các quái vật biển. Trong sách nói rằng, nó chuyên đi ăn cắp và khả năng tháo chạy rất tốt. Những đứa bé kia có thể đã bị bọn chúng ăn cắp ở các làng chài và mang đến đây, như tế phẩm dâng hiến cho lũ xích lăng yêu. Nam Vinh cũng là đến từ phía nam của Trung Quốc, như Mạc Phàm và Ninh Tuyết, nên nàng cũng có cảm tình với mấy người bọn họ. Nam Vinh là một nữ nhân khá tế nhị, nàng biết Mạc Phàm và Ninh Tuyết có quan hệ đặc biệt, nên mỗi khi Mạc Phàm đến nói chuyện với Ninh Tuyết, thì nàng lại chủ động đi ra chỗ khác không như nữ nhân thiểu nhứ, chỉ muốn mơ le Mạc Phàm. Ngải Giang Đồ hỏi, thế số lượng hải hầu quái bao nhiêu? Quan Ngư nói, hải hầu quái đếm sơ có tầm 2-3.000 con, xích lăng yêu thì tầm 100-200 con. Ngải Giang Đồ nói, nếu để nó trốn thoát xuống nước, thật là một điều tồi tệ. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói, tôi có thể đóng băng nước biển giữa các hòn đảo. Nếu khoảng cách giữa các hòn đảo không quá lớn. Nam Giác lên tiếng, tất cả đóng băng, vậy thì hơi quá sức, có cần các pháp sư băng hệ nào khác giúp cô không? Ninh Tuyết lạnh lùng trả lời, không cần, mình tôi là đủ. Rất tốt, như vậy nếu chúng muốn xuống nước, ắt phải phá băng. Nam Vinh, cậu ở lại bảo vệ thuyền nha, những người khác theo tôi. Khi mọi người đang di chuyển, thì bị mấy con hải hầu quái phát hiện. Lê Khải Phong lập tức dùng cự ảnh đinh khóa chặt mấy con hải hầu quái lại. Lê Khải Phong nói, phần các cậu đó. Vù vù vù, phong bản cắt qua, ngay lập tức chém lũ hải hầu quái lìa đời. Quan Ngư đưa tay lên thổi phù nhẹ một cái, xong xuôi rồi. Cũng là cái tên Quan Ngư cơ hội này, mọi người chưa kịp làm gì thì hắn đã lìa sạch sẽ rồi. Nam Giác nói, bây giờ tôi sẽ đánh động, thu hút, dẫn dụ đám xích lăng yêu ra chỗ khác. Để cho Mục Ninh Tuyết có cơ hội đóng băng toàn bộ. Triệu Mãn Duyên khoác vai Mạc Phàm rồi lên tiếng. Oh no, 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 no. Nếu để đánh động, náo loại không khí thì cô hãy để cho Mạc Phàm. Tên này lôi hỏa song tu, cứ tùy hứng thả một đòn ra là chắc chắn có tiếng động lớn. Mạc Phàm nói, không thành vấn đề, nhưng tôi cũng cần một người bên cạnh bảo vệ khi vẽ tinh quỹ, để phòng bất chắc. Ngải Giang Đồ thấy vậy liền gật đầu nói, được rồi, hai cậu cùng ra hướng kia tấn công tổ của chúng. Không thể để lòng tốt của ngươi uổng phí rồi, ta sẽ cho nổ một cú tanh bành nha. Nói rồi Mạc Phàm cùng Mãn Duyên đi tới ổ của bọn xích lăng yêu. Xào huyệt xích lăng yêu. Đây là một cái cửa hang nhỏ nằm trên mỏm đất lồi lên. Nó sâu hoắm vào trong, phía trước cửa hang có một dòng nước thông ra biển. Ha ha, này, Triệu Mãn Duyên, có muốn chơi trò cảm giác mạnh không? Triệu Mãn Duyên e ngại nói. Ngươi điên thật rồi, chắc lần sau ta chả dám đi hỗ trợ ngươi nữa. Mạc Phàm cười nói. Lo gì? Có ta ở đây, ta lo hết. Triệu Mãn Duyên lúc này cũng khoái chí lên rồi. Ta thi triển ma pháp phòng ngự nha. Vừa nói tinh quỹ hiện trên tay Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm ánh mắt đầy sát khí trên tay hiện lên ngọn lửa hỏa diễm. Ánh mắt sắc lạnh nói. Được rồi, vậy làm đi. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi Đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.